nâng tầm vị thế giáo dục Vĩnh Phúc. Lập thạch quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao. Yên Lạc phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ cán bộ giáo dục phải nắm vững, hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc để truyền cảm hứng, khích lệ các em học sinh vươn lên, giành thành tích cao trong học tập, góp phần nâng tầm vị thế giáo dục Vĩnh Phúc là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành thông tin tới các đại biểu về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ khi tái lập đến nay, những chủ trương, định hướng lớn của tỉnh để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời thông tin làm rõ nội dung cốt lõi của các nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển giáo dục đào tạo, thể hiện sự quan tâm đầu tư đặc biệt của tỉnh đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo qua các con số. Vĩnh Phúc dành 42% tổng vốn đầu tư công, 33% chi thường xuyên của tỉnh dành cho giáo dục đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi gợi mở với cán bộ chủ chốt ngành giáo dục đào tạo tỉnh về môi trường làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh để thực sự là môi trường sư phạm, đảm bảo mối quan hệ hài hòa, gắn bó giữa giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh và giữa giáo viên với cán bộ quản lý các cấp để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhà trường, gia đình, xã hội, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với mọi mặt của giáo dục đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh đến trách nhiệm của ngành trong việc xây dựng, nâng cao vị thế giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Các thầy cô quản lý sẽ truyền tải thông điệp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta, của phụ huynh học sinh đến, đó là nghề giáo mãi là những nghề cao quý nhất, thầy cô giáo mãi là những nghề là những người cao quý nhất, được xã hội tôn vinh và trân trọng nhất. Và kính mong các thầy cô yên tâm trân quý những tình cảm đó của toàn xã hội. Truyền thống tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư vẫn còn nguyên giá trị và chưa hề bị mai một. Nếu chúng ta luôn tự trọng và luôn coi mình là một nhà giáo thì xã hội sẽ coi chúng ta là một nhà giáo, một nghề cao quý. Nhưng nếu chúng ta không thật sự tôn trọng hoặc là cái danh xưng ấy thì tự nhiên chúng ta bị mai một đi. Cho nên là tôi cho rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta phải luôn luôn giữ cái thương hiệu của chúng ta là một nhà giáo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành gợi mở với lãnh đạo Sở Dục và Đào tạo cũng như đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tỉnh Vĩnh Phúc về giáo dục, hình thành nhân cách cho học sinh, phương pháp nắm bắt tâm lý học trò, các phương pháp dạy học trong lộ trình đổi mới giáo dục, thay đổi phương pháp giáo dục và đánh giá chất lượng học sinh, tăng cường tương tác giữa giáo viên, học sinh theo phương châm hiệu quả của dạy học phải xuất phát từ trái tim và lòng nhiệt huyết của nhà giáo, truyền đạt đến các em về tinh thần hiếu kính với cha mẹ, lễ nghĩa với thầy cô, chân tình hòa đồng với bạn bè và xã hội, truyền cảm hứng, bồi dưỡng kỹ năng sống để xây dựng lớp công dân toàn cầu. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục, nắm bắt chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc để các nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, nâng cao chất lượng, nâng tầm vị thế giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc. Huyện Lập Thạch phải quyết liệt hơn nữa với phương pháp và cách làm hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 theo quyết định 880 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch diễn ra vào sáng nay. Theo quyết định 880 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về kinh tế xã hội và về an ninh quốc phòng với 26 chỉ tiêu. Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đã đạt, một số chỉ tiêu vượt như phát triển Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên,
có một số chỉ tiêu khó khăn, phức tạp như dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải và dự án xây dựng nghĩa trang nhân dân, tiến độ thực hiện còn chậm. Ghi nhận nỗ lực của huyện Lập Thạch, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu huyện Lập Thạch rà soát lại tất cả các tiêu chí chưa đạt, xác định cụ thể tiến độ, khó khăn, vướng mắc ở đâu, từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn cùng yêu cầu huyện tập trung thực hiện các tiêu chí khó như xử lý vi phạm đất đai, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, bởi đây là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện. Nhấn mạnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng sản phẩm là chủ trương đột phá trong đánh giá cán bộ, thể hiện sự quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu huyện Lập Thạch phải quyết liệt hơn nữa, đồng thời có phương pháp cách làm hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi thăm một số mô hình nuôi ong tại xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch. Thăm mô hình nuôi ong của ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Quảng Cư và ông Trần Quốc Tuấn, thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, đồng chí Trần Thanh Hải đánh giá đây là hai trong số nhiều mô hình của xã Quang Sơn có tiềm năng phát triển mạnh, có thể nhân rộng để phát triển nghề nuôi ong trên địa bàn xã. Đồng chí Trần Thanh Hải giao phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục khảo sát thực tế tại địa phương để nắm tình hình số lượng các hộ nuôi ong, số đàn ong trên địa bàn xã, đánh giá khả năng, kỹ thuật của các chủ hộ nuôi ong để có giải pháp hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật, đầu ra sản phẩm mật ong, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình tạo hướng đi mới, nâng cao thu nhập cho người nông dân, từ đó xây dựng vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu thị trường, phấn đấu trở thành làng nghề, thu hút nhiều du khách tham quan và mua sắm sản phẩm tại địa phương. Sáng nay tại nhà khách tỉnh ủy, Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, cán bộ phụ trách lĩnh vực truyền thanh cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, thường xuyên phải hứng chịu nhiều loại hình thiên tai với tần suất, quy mô và mức độ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng. Mới đây nhất tại Hà Nội đã xảy ra vụ cháy chung cư mini gây tổn hại rất lớn về người và vật chất. Vì vậy, tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn truyền đạt các nội dung cơ bản của đề án phát triển năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đồng thời hướng dẫn trang bị bổ sung cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở những kỹ năng về ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để làm tốt hơn công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất khi xảy ra các sự cố thiên tai, góp phần ổn định kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Nhằm thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh, hôm nay, Đoàn Công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc và sau đó tiến hành khảo sát thực tế, tiếp cận thị trường lao động một số doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Hà Giang hiện có lực lượng lao động trẻ với gần 430.000 người làm việc tại các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bình Dương thuộc lĩnh vực chủ yếu là dệt may, da giày. Tuy nhiên, sau khi ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ lao động giảm dần. Do đó, tỉnh Hà Giang rất quan tâm đến giải quyết việc làm cho người lao động và chủ động ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng lao động với các tỉnh, thành phố. Đến thăm, làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sinwon Ebenezer Việt Nam, khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên và trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, thấy được tiềm năng, nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn Công tác Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang có thêm kinh nghiệm trong quản lý, xây dựng các chính sách hỗ trợ việc làm, từ đó giúp cán bộ tiếp cận thị trường, doanh nghiệp, tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh liên kết với các thị trường lao động thông qua các chương trình cung ứng lao động giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Giang nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động.
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được các cấp các ngành trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt lâu dài. Năm 2022, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tỉnh Vĩnh Phúc đạt 44,31 điểm, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2021 và được xếp vào nhóm các tỉnh thành có điểm số cao nhất. Để tạo chuyển biến đồng bộ trong việc nâng cao chỉ số PAPI đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành của địa phương. Mới đây, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI cấp tỉnh năm 2023 với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban ngành, ủy ban, mặt trận Tổ quốc tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và một số trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu về quy trình tổ chức khảo sát chỉ số PAPI, phân tích về kết quả chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh Vĩnh Phúc dưới góc nhìn từ các chỉ số thành phần của chỉ số PAPI. Thông qua kết quả phân tích đánh giá về PAPI, các cấp chính quyền sẽ có những thông tin, dữ liệu hữu ích về những vấn đề cần cải thiện trong quá trình thực hiện cải cách thể chế, tăng cường hiệu quả quản trị tại địa phương và cải cách hành chính ở những lĩnh vực PAPI đo lường. Hội nghị nhằm phân tích đánh giá kết quả đạt được của từng chỉ số thành phần trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Không chỉ thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, phối hợp với công đoàn cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động luôn được công ty trách nhiệm hữu hạn SSP Molding đặc biệt quan tâm. Vì vậy đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty. Việc làm của người lao động ổn định, thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của công nhân viên và người lao động được cải thiện ngày càng tốt hơn. Thì khi vào đây môi trường làm việc mọi người làm việc rất là thân thiện và hơn nữa là công ty có một cái ưu ái dành cho công nhân viên là có chỗ tắm giặt vệ sinh và giặt sạch quần áo cho công nhân viên, thì chúng tôi rất là hài lòng về cái môi trường làm việc và sự ưu ái của tổng giám đốc công ty đối với công nhân viên ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn SSP Molding hiện có hơn 140 công nhân viên. Để nâng cao đời sống vật chất của công nhân lao động, công ty đã đề ra chính sách lương thưởng rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, ngay cả khi giai đoạn kinh tế khủng hoảng, công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty vẫn luôn trả lương đầy đủ cho người lao động để họ có thể an tâm làm việc, nuôi sống bản thân, gia đình. Ngay từ khi thành lập công ty, thì chủ trương ban đầu của chúng tôi vẫn luôn luôn là lấy người lao động làm trung tâm và luôn luôn chú trọng đến cái việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Và một trong những hoạt động đấy là xây dựng cái môi trường làm việc cho công ty thân thiện và làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên, cho cán bộ, công nhân viên làm việc. Luôn tôn trọng luật pháp, quan tâm chăm lo tới đời sống của người lao động, xem công nhân lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, đã và đang là kim chỉ nam để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng tới. Và cũng chính bởi sự quan tâm ấy đã góp phần động viên tích cực cho công nhân viên, người lao động yên tâm công tác, hăng say lao động, cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tận dụng lợi thế về đất đai thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, những năm qua, huyện Tam Dương đã phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, mang lại thu nhập cao cho người dân. Hiện nay, đàn gia cầm của huyện Tam Dương giữ được tổng đàn cao nhất trong toàn tỉnh. Chăn nuôi luôn duy trì là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông nghiệp và là thế mạnh của huyện Tam Dương. Ngoài những vật nuôi truyền thống như gà, lợn, trâu, bò, những năm gần đây đã xuất hiện một số mô hình mới như nuôi bò sữa, lợn rừng, thỏ, chim bồ câu Pháp, cá chép lai ba máu, đã góp phần tích cực chuyển dịch giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có gần 2.000 gia trại và gần 250 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, đàn gia cầm của huyện vẫn giữ được tổng đàn cao nhất trong toàn tỉnh. Thì bản thân gia đình thì đã chăn nuôi cũng đạt được nhiều hiệu quả hơn. Thì bên cạnh đó thì gia đình cũng mở rộng được cái quy mô. Đến thời điểm hiện tại thì gia đình quy mô rơi khoảng hơn 1 vạn gà. Đấy, thu nhập mà bình quân mỗi năm thì đạt từ 500-600 triệu đồng. Để phát huy lợi thế về chăn nuôi, huyện Tam Dương tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi,
đồng thời khuyến khích các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống chuyển sang mô hình trang trại cách xa khu dân cư. Trong điều kiện công nghiệp Tam Dương vẫn bước đầu phát triển, ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng vẫn là trụ đỡ, đóng góp quan trọng vào cơ cấu kinh tế và mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân trên địa bàn. Đến thời điểm này, huyện Yên Lạc đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại cũng đang thi đua phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2023 và huyện đang phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Xuyên suốt quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Lạc nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao vì sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện, huyện đã phát huy được sức mạnh và tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tất cả các phần việc, từ đó nhận được sự đồng thuận cao từ phía nhân dân, cùng chung tay khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành các tiêu chí đề ra. Đặc biệt hơn nữa, huyện Yên Lạc còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ con em của quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp tiền của, vật chất gửi về xây dựng quê hương. Có thể nói là công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, chúng tôi thấy rằng là đã bà con nhân dân ngoài cái đóng góp về ngày công lao động thì cái sự đóng góp tiền của vật chất nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi đón nhận được cái sự ủng hộ của người con của quê hương đang công tác trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ rất lớn về vật tư nguyên vật liệu. Thế và đảng viên là cũng là những người mà có cái gương mẫu mà tự nguyện ủng hộ cho các chương trình này. Năm 2021, xã Văn Tiến không nằm trong kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện. Nhưng từ yêu cầu của thực tiễn và tinh thần quyết tâm cao của nhân dân, với mong muốn xây dựng quê hương đổi mới, Đảng ủy xã đã mạnh dạn đăng ký với huyện về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Điều đáng nói, khi đăng ký, xã Văn Tiến có xuất phát điểm rất thấp, chỉ đạt 11 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi đã huy động được 14 đến 15 tỷ từ các cái nguồn của các mạnh thường quân về vật chất, ví dụ như là xi măng, cát, sỏi, cây, hoa, rồi thì bàn ghế và một số các trang thiết bị khác. Nhờ có tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, xã Văn Tiến đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương còn lại của huyện Yên Lạc. Việc huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 là hoàn toàn có cơ sở thực hiện được. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại đã gần một năm hệ thống xoay bíp của Vĩnh Phúc dừng hoạt động. Với một lượng lớn học sinh, sinh viên và công nhân sử dụng phương tiện này, họ thực sự mong xoay bíp nhanh chóng hoạt động trở lại để thuận tiện trong việc di chuyển. Để đáp ứng mong mỏi của người dân, vào ngày 1 tháng 10 tới, các tuyến xoay bíp tại Vĩnh Phúc sẽ bắt đầu hoạt động trở lại. Đã có nhiều năm gắn bó với phương tiện xoay bíp. Sau khi xoay bíp dừng hoạt động vào tháng 11 năm 2022, chị Nguyễn Thị Nhàn là công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang đã rất khó khăn trong việc tìm phương tiện thay thế. Biết được thông tin xoay bíp sắp hoạt động trở lại, chị và nhiều người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những người thường xuyên phải sử dụng phương tiện vận tải công cộng trong việc đi lại, rất vui mừng, phấn khởi. Mong là trong thời gian tới là công ty là cố gắng là có xe để cho nhất là nhân dân và các phục vụ nhân dân với các công nhân là đi cho nó đỡ khổ, đỡ bất tiện. Hình ảnh những bến đỗ xoay bíp vắng người, xác xơ, thi thoảng có một vài người chờ xe, vì hiện tại chỉ có duy nhất tuyến 07 còn hoạt động. Những lái xe và công nhân bán vé cả năm nay không có việc làm, họ rất vui mừng khi biết mình sắp được trở lại với công việc đã gắn bó nhiều năm để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chúng tôi là những người lái xe mà mới được tin là công ty mới mở lại xe buýt phụ bà con. Chúng tôi là người lái xe cũng rất là vui mừng. Và công ty xe buýt mới đây cũng hứa hẹn với chúng tôi là đồng lương và mọi quyền lợi của chúng tôi rất là vui. Chúng tôi phấn khởi hỏi ngày sẽ biết hoạt động bà con lại cho chương trình mình.
Theo quyết định số 575 của Sở Thông Vận tải, từ ngày 1 tháng 10 tới, 6 tuyến xe buýt VP03, VP04, VP05, VP06, VP08 và VP10 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải ô tô Vĩnh Phúc, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển TA sẽ bắt đầu hoạt động, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từ ngày 18 tháng 9, những người dân có nhu cầu di chuyển nhiều có thể làm thủ tục đăng ký mua vé tháng tại các bến xe trên địa bàn các huyện, thành phố. Kế hoạch sử dụng xe buýt trở lại thì chúng tôi bắt đầu là vận hành xe buýt là từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Thì kế hoạch là chúng tôi sẽ chạy 3 tuyến, tổng số xe của chúng tôi là 27 xe. Trong đó là đây là xe tuyến 08 thì sẽ sử dụng xe Samco mới 100%. Đáp ứng các cái tiêu chuẩn về xe buýt. Với việc đưa hệ thống xe mới và nâng cao chất lượng phục vụ, kỳ vọng lần quay trở lại này, các tuyến xe buýt sẽ hoạt động ổn định với chất lượng phục vụ tốt, góp phần xây dựng hình ảnh Vĩnh Phúc văn minh, thân thiện, hình thành thói quen sử dụng xe buýt công cộng để giảm tải, ùn tắc giao thông. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.